Quý vị và các bạn thân mến, vậy là đặc biệt trong ngày hôm nay thì Hà Nội sẽ có thêm một phố đi bộ nữa, đó chính là con đường Lê Đức Thọ. Vậy vì sao lại như vậy? Bởi vì con đường này được chặn lại để phục vụ cho đoàn xe của các cầu thủ cũng như là các huấn luyện viên có thể di chuyển vào khu vực khách sạn và sân vận động Mỹ Đình một cách dễ dàng nhất. Và theo như chúng tôi ghi nhận thì các lực lượng chức năng luôn luôn túc trực để có thể điều tiết giao thông một cách hợp lý và đảm bảo an ninh trật tự. Và mặc dù trời hôm nay khá là lạnh, tuy và kèm theo một chút mưa phùn nữa, tuy nhiên thì lượng người đổ về khu vực sân vận động Mỹ Đình vẫn không ngừng tăng lên và tình trạng tắc đường có xảy ra. Tuy nhiên thì điều đó không làm nhụt đi những cái tinh thần, sự cổ vũ của mọi người dành cho các cầu thủ. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở cổng chính của khách sạn, nơi mà các cầu thủ U23 Việt Nam và ban huấn luyện sẽ nghỉ ngơi. Và theo như quan sát của chúng tôi thì đội an ninh KTC luôn luôn túc trực ở lối ra vào để có thể đảm bảo an ninh trật tự. Và tất cả đều đang chuẩn bị cho chào đón các cầu thủ trở về nước và có thể tham dự đêm gala tối nay tại sân vận động Mỹ Đình. Chỉ giới hạn mức lương anh lúc nào. Ngày hôm nay thì gần 100 lượt cán bộ nhân viên của anh đã trực tiếp có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để thực hiện công tác đảm bảo an ninh đón đội tuyển U23 Việt Nam về tới Hà Nội. Và như em thấy đấy thì hiện nay tại khách sạn Crown thì lực lượng bảo vệ cũng đã kiểm soát tất cả các lối ra vào nhằm đảm bảo an ninh an toàn một cách tốt nhất cho đội tuyển về đây nghỉ để chuẩn bị cho cái lễ gala. Rất là vinh dự khi được lựa chọn là cái đơn vị đảm bảo an ninh trật tự cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn anh và xin chúc cho công tác của chúng ta sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Rồi, cảm ơn anh.